Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 5 năm 2021. Chương trình thời sự hôm nay trước hết kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 25 tháng 5, Trung tâm Hội dưỡng Chính trị Thành phố Châu Đốc tổ chức lễ khai giảng lớp đối tượng phát triển đảng khóa 1 năm 2021. Đến dự của đồng chí Quỳnh Chí Quanh, trưởng ban tuyên giáo thành ủy, giám đốc Trung tâm Hồi dưỡng chính trị thành phố Cho Đốc tham gia lớp học có 71 học viên thuộc 8 đảng ủy và 6 chi bộ cơ sở. Trong thời gian học 3 ngày từ 25 đến 27 tháng 5, các học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và một số thông tin thời sự trong nước, khu vực và quốc tế. Tham gia lớp học, các học viên bắt buộc phải mang khẩu trang, sát khuẩn tay, đảm bảo khoảng cách trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông qua lớp học giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 năm 2021, Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Châu Đốc tiếp tục cấp thẻ căn cứ công dân gắn chip điện tử đợt 2 cho người dân trên địa bàn thành phố Châu Đốc tại Quỹ ban nhân dân phường Châu Phú A. Tại đây, các cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an thành phố Châu Đốc đã tận tình hướng dẫn làm các thủ tục cấp thẻ căn cứ công dân và hướng dẫn người dân rửa tay sát khuẩn trước khi đi vào khu vực chờ nhận dạng, lăn tay, chụp ảnh. Theo ghi nhận, các tổ cấp thẻ căn cước công dân trên địa bàn thành phố Châu Đốc tiếp tục duy trì lịch cấp thẻ căn cước công dân cho nhân dân vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả trong ngày nghỉ và thời gian làm việc từ sáng sớm cho đến khi không còn công dân đến làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân. Đồng thời, các tổ cấp thẻ căn cước công dân sẽ lưu động đến các khóm ấp để làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân đạt chỉ tiêu vào ngày 1 tháng 7 năm 2021, toàn thành phố Châu Đốc phải cấp được 73.200 thẻ căn cước công dân. Ngày 26 tháng 5, Đảng Quỹ, Phường Vĩnh Quân tổ chức hội nghị học tập quán triệt nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng cho toàn thể đảng viên, cán bộ công chức viên chức trên địa bàn phường. Tại hội nghị đồng chí Lê Thành Hảo, Phó trưởng ban dân vận thành ủy Châu Đốc triển khai những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 13, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. Qua hội nghị nhằm giúp cán bộ đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện đại hội 13 của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp quỹ các cấp lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, đồng thời từng cán bộ đảng viên nỗ lực phấn đấu, tăng cường đoàn kết tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết. Tiếp theo sẽ được chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tối ngày 25 tháng 5 năm 2021, Tổ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế phòng chống dịch COVID-19 phường cho Phú B lập biên bản xử lý vi phạm hành chính một trường hợp do không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng và hai trường hợp về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 25 tháng 5 năm 2021, Tổ phòng chống dịch COVID-19 phường Châu Phú B đã tiến hành kiểm tra cơ sở game bắn cá Thiên Thiên Long do ông Nguyễn Hồng Phương làm chủ, thuộc Tổ 25 Khớm Châu Quế 2, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, phát hiện cơ sở này đang mở cửa cho khách đến chơi game, không thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, cơ sở này đã ký cam kết tạm dừng hoạt động và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 hai lần, nhưng vẫn cố tình vi phạm. Chính vì thế, Tổ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế phòng chống dịch COVID-19 phường Châu Phú B ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định. Từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 5, đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Châu Đốc kiểm tra, xử phạt đối với hành vi không thực hiện đúng khẩu hiệu 5K trước khi ra khỏi nhà, kết quả lập biên bản vi phạm hành chính 5 trường hợp không đeo khẩu trang và xử lý theo quy định hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng bị xử phạt từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng về lỗi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế theo điểm A khoảng 1 điều 12 Nghị định 117 trên 2020 trên NDCB của chính phủ. Thời gian qua, đoàn kiểm tra liên ngành thành phố và các xã phường thực hiện rất nhiều hình thức tuyên truyền việc đeo khẩu trang như phát loa, phát tờ rơi, băng rôn, phát khẩu trang miễn phí, trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở nhiều lần tại các chợ, trục giao thông chính. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, được sự chỉ đạo của thành phố, đoàn kiểm tra liên ngành ra quân kiểm tra, xử phạt nhằm răng đe để người dân chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng. thực hiện tốt mô hình hai an an ninh trật tự an sinh xã hội ban trị sự phật giáo hòa hảo xã vĩnh châu phối hợp công an xã vĩnh châu công an thành phố châu đốc trong việc hỗ trợ phục vụ nhân dân làm căn cứ công dân trên địa bàn xã vĩnh châu theo đó các thành viên ban trị sự phật giáo hòa hảo xã phục vụ nước uống miễn phí và hỗ trợ người dân khi đến làm căn cứ công dân trong suốt 10 ngày đồng thời công an thành phố châu đốc hỗ trợ phát bánh mì miễn phí phục vụ người dân đến làm căn cứ công dân việc thực hiện mô hình hai an trong tín đồ phật giáo hòa hảo nhằm phát huy vai trò tiên phong của quần chúng vận động người thân trong gia đình không phạm tội và tài nạn xã hội đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tín đồ gắn với việc thực hiện các quy ước về an ninh trật tự góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Hiện nay, nông dân thành phố Châu Đốc đã xuống giống dứt điểm lúa hè thu 2021 với diện tích 6.478,11 ha với các loại giống OM 4900, OM 6976, OM 5451 và một số loại giống tiềm năng khác. Hiện lúa đang ở giai đoạn mạ, đẻ nhánh, làm đồng, lúa đang phát triển tốt. Bên cạnh đó, có 38 hectare diện tích lúa bị sinh vật gây hại ở mức độ nhẹ nhằm giúp nông dân nắm vững kỹ thuật phòng ngừa sâu bệnh trên lúa, ngay từ giai đoạn đầu, ngành nông nghiệp thành phố đã thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết và hướng dẫn nông dân thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trên cây lúa khuyến khích nông dân áp dụng quy trình canh tác lúa 3 giảm, 3 tăng, 1 phải, 5 giảm, sử dụng tiết kiệm nước, quản lý và phòng trừ rầy nâu hiệu quả, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn, tránh tình trạng bón thừa đạm để sau bệnh phá hại. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự của Trung tâm văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.